tiếp á. Em làm đánh không cho. Để đi giống nhau tí đi. Bỏ ra, bỏ ra. Đem tại điện thoại của anh. Rồi đó. Em cầm cho, để em cầm cho. Người ta thấy anh người ta mới vô. Rồi nói chuyện với bạn thấy đi. Cả hai lên nó mới vô. Lại vậy luôn. Ghê đa chiều nay như công viên. Điện thoại em nhìn ảo hơn. Như xưa. Không, nhìn thật hơn. Điện thoại em sáng hơn. Tại vì mỗi lần mà em livestream là bên này sáng hơn, bên này không sáng gì hết. Chưa, bên này sáng hơn. Tại vì mỗi lần em livestream toàn điện thoại với anh Huy ra sáng hơn. Gần gần thôi mấy má bậy bạ là sao? Gần gần thôi mấy má bậy bạ là sao? Đập tiếng to lên. Điều gì làm em thấy khác lạ? Có chuyện bây giờ quen nhau. Hai cái không biết nhìn đâu luôn. Anh nhìn bên em đi, anh nhìn bên anh. Đèn nhà anh đi sáng. Đèn nhà anh nhiều nhà nó đẹp. Để đem cầm cho. Rồi nói đi. Chạy em. Đèn nhà nó sáng. Đèn nhà chi, nhà chi sáng. Đâu bỏ kiếm ra, mình không đọc được chat để sao, mình không đọc được chat đâu. Đeo kiến đẹp mà. Em thấy đeo kiến đẹp. Thôi chi là được rồi. Thôi chi là được rồi. Thôi mình tập trung vô Facebook nè. Để nên mình quay cho, em quay cho. Ủa em tắt cái em hả? Đúng rồi. Nhoi. Em chỉ dụ cho anh nói chuyện với các bạn thôi. Không phải bồi nha. Anh không stream mà. Xíu nữa mới về stream ở đây. Hôm nay mình tiện mình lên công ty nên qua ghé qua chơi. Đeo kính đẹp mà. Mình thấy đeo kính dễ thương mà. Em thấy đeo kính dễ thương mà. Đeo kính nhìn mặt hiền hơn chút. Bỏ kính ra nhìn mặt. Ủa, giống giang hồ lắm. Mặt anh là giang hồ. Ừ. Trời ơi. Mặt anh hiền khô mà giang hồ cái gì vậy? Giang hồ vãi. Này đang ở đâu tớ ở lên không? Ôi rồi chắc hôm nay anh không chi mà. Tài nó lên. À hả? Tài nên nó lên. Không lỡ đâu, kiếm tài phải đi chơi. Tài nó lên với lại có thằng nhóc kìa thuê nó cũng lên nữa. Nó kêu nó hôm qua nó nói anh quên nay nó lên rủ nhậu. Ồ giống Harry Won quá, em giống Harry Won. Em sáng bữa khoe má nè. Châu yêu chị đó, có yêu mình không? Có, yêu nhiều lắm. Không có. Có, yêu nhiều lắm. Chị cũng yêu mình nhiều lắm, mà không dám nói. Anh đừng có xạo quá, thiệt luôn á. Chị ba, hôm bữa mình tặng cho anh ấy bài số nhỏ. Vì hai chị em thôi anh. Đang ở đâu vậy? Ở anh á, mình biết quen. Mình đang ở công ty VNG 182 Lệ Hành. Tại nhà Flemington. Cái gì? Mặt tôi mà dâm á. Quá được không? Chị mặt tiền như cục bột. Mặt em hiền hơn, mặt em đẹp hơn anh. Hôn cái đi kìa. Hôn cái là nát Facebook à. Gạch nhiều lắm. Ê mặt em nha. Nó ốm quá à. Được, bữa ngồi khoe má nặng niết cái kiểu mà. Không, bây giờ nó mập hơn rồi. Đúng rồi, Chi hát hay nhất. Bây giờ mình hôm bữa em có Chi có nói với các bạn là khi nào mà anh thi lên cái mình tổ chức hát thi hát cái gì. Ai mà dạy đó, em có nói hồi tối em nói lúc đó anh đang đánh game anh không nghe. Em nói là có nghe hả? Có. Đúng rồi, ai mà dạy bé á là mấy người kia là đi ăn ngập Sài Gòn luôn cho nên em dạy nhất. Các bạn nói sao ta? Các bạn nói là làm sao đó cho anh Châu vậy mấy ta? Cho anh Châu dạy ba. Cho anh Châu thua để mà dẫn em đến đi đi ăn á. Khôn nhỉ. Mình khôn nhỉ. Đi anh em anh
Mem bên em với là người yêu là 1/10 mem bên anh ơi. Mem em có bỏ phiếu hết mem bên anh nó vẫn bên anh là em bét chắc á. Không phải, nhưng mà em dụ các bạn là bỏ phiếu cho em tại vì em hát hay. Em hát hay hơn anh Thi với anh Châu. Thôi đeo kính đi, bỏ kính ra ổng không thấy các bạn thấy chát đâu. Ừ, các bạn đã yêu nhau rồi, yêu lâu rồi, giờ mới biết. Chị em mình mà đúng không? Đúng rồi. Anh Châu xinh xinh. Hôm nay, ủa hôm nay anh có stream không? Em chưa biết nữa, để anh tí anh nhắn lên lại tại stream xong anh nhắn lên tại. Hôm nay anh tài lên cho nên không biết là có stream không nữa. Cái chị này là Thúy Chi mà được anh Châu xin nick Facebook đây hả? Ủa anh có xin nick Facebook hả? Anh Thi, anh Thi, hôm nay là ảnh stream trên công ty á, kế phòng này em luôn. Nay Chi dụ mình lên công ty chơi. Nhớ. Anh đừng có xạo quá. Lâu gặp nhớ. Không phải, hôm nay em show phòng CG Talk số 8, ổng thì stream phòng CG Talk số 7. Cái xong ổng stream nó 1:30 à, em show đến 2 giờ, cái chạy vô xin em hát ké. Anh đi đâu rồi? Sao có phải giải thích nhỉ? Dạ, thì sao tại sao không thấy tại sao không giải thích? Giọng mặt giang hồ chứ. À, ngày nào cũng thấy anh Châu coi stream chị Chi. Ngày nào cũng coi anh. Đâu, đâu có. Các bạn nói kìa, ngày nào cũng coi. Có đâu. Chúng tôi sẽ không hạnh phúc đâu, tại vì chúng tôi không phải là gia đình nha. Anh Thi đang ở đâu vậy? Anh, hôm bữa anh Thi phụ với em lắm. Tự nhiên em nói với anh Thi là khi nào mà anh Thi lên, anh Thi mua bánh tráng Long An cho em. Cái xong á, anh Thi kêu là chuyển khoản đi. Mặt dữ như chó vậy đó. Ai anh hả? Thì em. Mà em hiền mà. Cận. Trong rồi em kêu mua có mấy bịch bánh tráng Long An mà anh Thi kêu là chuyển khoản cho anh Thi. Cũng ác luôn á. Không. Em thề luôn, bánh tráng Long An á, nhiều lắm. Em mua nhiều lắm là ăn 100 ngàn thôi là em muốn vô bệnh viện rồi. Mà anh Thi kêu chuyển khoản thôi. 100 ngàn sao mà chuyển khoản được. Bảo 1 triệu, nó mới 1 triệu bịch. Đúng rồi. Hả? Bánh tráng Long An 1 triệu bịch ai mà ăn? Nên kêu ở đây bao nhiêu? À em để đó tiền đó em đi ăn BBQ. À, hôm nay mình dụ ảnh livestream nói chuyện với các bạn mà các bạn đừng có hỏi gì mình hết. Nói chuyện với anh đi. Ừ. Bạn nào có gì hỏi thì cứ hỏi đi nha. Em mất hình tượng quá, bỏ cái tay ra coi. Em mất hình tượng quá à, bỏ tay ra đi. À thằng quản lý cái gì anh? Thằng quản lý. À rồi em biết rồi. Bạn nào có vấn đề gì thì hỏi đi nha. 1.000 năm rồi ổng mới livestream một lần đó. Lâu lắm rồi ổng mới livestream một lần á, cho nên các bạn có gì hỏi các bạn hỏi đi. À em thấy rồi, thằng quản lý nó nói chứ anh đâu có nói đâu. Anh đi hôm nay anh tài lên chơi nè. Tối nay đi chơi lớn. Anh nhớ là ai rủ em? Không em nói giùm. Chứ em đâu có đi đâu. Tối anh Châu livestream á, lộn anh Châu gọi điện. Ý nói vậy là muốn rủ đi á. No. Dễ gì người ta rủ. Không, em bận rồi. Bộ anh nghĩ anh rủ em đi hả? Bộ anh nghĩ anh rủ em đi hả? Là sao? Anh có rủ em cũng đi. Anh có rủ đâu mà đi. Nên trả lời vậy đi. Hát cái gì trời. Giọng anh khác vậy anh Châu. Ơi nói chuyện đi. Hôm nay tôi lên công ty tôi quay game thôi mà mấy ông cũng kêu đi chơi với gái nữa. Bây giờ anh đi đâu thì cũng là đi chơi với gái thôi. Em thề mà luôn. Đúng thì lúc này đang đi đang ngồi chơi với gái thiệt. Từ đây thì cũng gọi là ngồi chơi với gái thiệt. À chó này, chó Thùy giờ này. Ủa ai Thùy. Anh Thi mà Thi nhưng mà cái thằng Thùy nó lấy Facebook đó. Anh gắn tay đúng hả? Con
con gái mới lớn mà. Tuổi dậy thì các bạn à, ảnh á. Biết luôn. Con gái mới lớn. Mà sao biết ăn gái? Thấy rồi hả? Biết chứ sao không? Thấy rồi hả? Ừ. Ôi trời ơi. Này định mình tắm nè. Trời ơi không cần. Thấy nhìn thấy là biết rồi. Mặt chi đẹp hơn mặt ảnh nhờ. Ý ơi, em thấy mặt em trắng hơn mặt anh. Trời. Thả thính đó ba. Ê mọi người hỏi cái gì? Bố mày đây, anh Thi đó. Thi hả? Kệ anh Thi đó. Mày ngon mày chắc, tao cấm mày luôn, mày tin không? Bãi cái anh chị bao giờ cưới, chưa yêu nữa mà đi kêu cưới mới ghê chứ. Sao chị lại kích chứ? Anh vậy luôn anh Thi, em là con gái đó nha. Khi nào anh Thi lên em đổi gái, ý rồi, gái em không dẫn anh Thi đi ăn nữa đâu. Gái kệ em chứ, nó là trai em gái. Em không dẫn anh Thi đi ăn nữa đâu. Thôi, nói chuyện chứ. Tự nhiên á, em nói, hai chị em. Mình nói, mình dụ dỗ ảnh livestream trên Facebook để nói chuyện với các bạn. Hai chị em có được ngủ chung không? Dạ, không. Ủa, hai chị em ngủ chung còn mà. Còn nhỏ mình ngủ chung, lớn rồi, tự đứa nào vậy nó ngủ. Ngủ chung mà. Không. Hai chị em đừng nắm tay không? Được mà đúng không? Chị lợi em, dụng. Chị em, trời ơi, chị em với nhau mà. Đúng lợi dụng luôn. Rồi anh Châu là xinh nhất. Cũng hơi xinh. Hơi xinh. Cầm cho. Làm mặt ngu quá rồi. Không. Mệt quá. Bạn nào hỏi thì bạn các bạn hỏi đi. Ui, để em cầm cho. Cầm cao thì chỉa xuống hả? Mặt em mọc lắm rồi. Bạn nào hỏi gì thì hỏi đi nha. Không thôi là tắt đi. Phải cả áo cầm, không phải đâu. Áo màu giống nhau thôi, đâu cặp đâu ra. Chẳng thôi, một cái sơ mi, cái áo thun sao giống được. Đúng rồi, một cái sơ mi, một cái áo thun mà sao giống được. Mệt quá, mọi người, có bạn nào muốn nói gì với anh, muốn hỏi gì thì hỏi đi, đánh game, đánh gì đó. Gì? Còn không thì... Ngồi trên có phèo nhau không? Thì có. Trời ơi. Trời ơi, bạn ấy bạn dậy luôn á, bạn liên tưởng tới nó tới cỡ đó luôn á. À. Mặt đứa nào đứa ngồi. Chị bao nhiêu tuổi? Ủa sao mai hỏi ảnh mà hỏi em không vậy? Hai cho con anh. Hai cho con. Con em trẻo mà. Con mày. Em trẻo mà. Đang gội đầu nè. Mày xuống mày lên tí, đang con ngoan. Nay ăn con gì bố mua cho? Gần ngoan. BBQ. Ừ. Mắc lắm con, ăn để chết tiền á. Dạ ăn cái khác. Ăn gì? Thôi bỏ đi, mệt quá, bỏ nhỉ thôi, mệt quá. Cho anh con gái cho không xong ơi. Nè. Hồi nãy ổng vừa mở ra luôn á, tính sơn rồi mà sợ ra đây gặp mấy bạn nữ công ty. Rồi em make up thử anh coi. Mấy bạn nữ. Ê anh, hôm bữa cái kịch bản nó có cái phần make up luôn á. Đứa nào thua là đưa đi kia make up. Hôm nay anh sẽ vẽ cho em cái con quỷ dạ xoa. Không vẽ đẹp đi, đừng vẽ xấu biết không. Sao em đẹp phải vẽ xấu. Lộn, phải vẽ đẹp. Đeo kính nhìn thấy ghê hả, mình thấy dễ thương mà. Đỡ hơn là tháo kính ra nhìn thấy ghê. Đeo cái nào chị cũng yêu hết, yên tâm đi. Anh ảo tưởng phải. Trời ơi, sống là phải tự tin, phải ảo tưởng. Đây là ước mơ mà. Anh buông tay em. Này. Chỉ có cây cột bàn ngăn cách đôi ta. Ở đây đâu có cây cột bàn đâu. Nè, không có gì ngăn cách đôi ta, đây có cây cột bàn mà. Hôm nay có bình luận. Cái gì á anh? Đây. Có 5 phân à, ở 7 phân à, ở 5 phân à. Đi giày, đi tập, xong rồi đi giày ấy mà. Tập lâu rồi được 6 múi, giờ đâu ra 6 múi má. Tin đồn rồi tim anh có người tu có thật đó. Đúng rồi, tôi xài tu nè. Giờ đang bật tu tán gái. Tu chém gió thì có. Tu tán gái. Tí nữa tôi bật tu dê lên là coi chừng. Giờ bật tu dê lên là đó. Con
quảng cáo này 50.000 cái, ai muốn lại, ai muốn béo lên lên bên tân bắt sàn lên bên tân 50.000 cái nha, không 500.000 mắc gì vậy, hai cái là 1 triệu rồi đó, một lát nữa người, một lát nữa đưa em 1 triệu mắc quá đi, mắc mắc kinh dạ. khủng luôn á. Một lát nữa mình có 1 triệu mình sẽ mời các bạn đi ăn nhá. Không, anh Châu không bao giờ nói mình xin hết, cho nên là chị Yuri xin hơn nha anh. Chả đứa nào xin hết á, anh không bao giờ nói mình xin hết, các bạn yên tâm đi. Bọn mình đang ngồi ở lầu 3 Genji. Nè, nãy giờ không ai hỏi gì luôn á, vậy thôi đanh anh mình tìm đúng rồi. Gì đó. Đúng rồi, chúng ta chào Châu Nhí nha. Chào em Châu, cái đi sư phụ. Bóp mũi. Ê, đi. Thằng bạn em á nó đặt tên. Nói đi. Để anh bóp mũi em thôi. Đang nói mà, thằng bạn em á nó đặt tên gì ạ? Tên gì không? Nó đặt tên giống giống gì bò. Hôn cái triệu kìa. Béo má 500 hôn cái triệu kìa. No. Hôn mắc lắm, hôn chi nó chém 10 à, triệu đó. Dịch vụ cho thuê bạn trai à. Nè, chi đang thuê mình nè. Các hôm bạn hôm nay mình đi lên đây là cái dịch vụ đó chi thuê rồi. Giả bộ tin đi. Chi thuê mình giả rồi. Giả bộ tin đi, mình có tiền á, mình đi ăn chứ mình không có thuê tào lao đâu. Dịch vụ hôm bữa tự nhiên chi nhắn tin bảo có ai thuê anh chưa. Không, tại vì các bạn tan tin em vô, em hỏi anh làm ăn đúng khá không. Chứ em là không làm ăn đâu. Buông tay em. Sao hôm nay rảnh rỗi vậy? Ông mới stream xong á. Yêu anh Châu à, ừ. Ừ luôn. Vãi. Tạo scandal. Mấy bạn đừng tin lời ảnh nha, ảnh đang tạo scandal đó. Anh Châu hôn 10 tỷ. Thiệt chứ, ông chuyển thử 10 tỷ đi, số tài khoản có ở trên Facebook đó, ông chuyển thử 10 tỷ đè ra hung ngay tại đây luôn. Đúng rồi, chuyển 10 tỷ trời đi. Hung, trời hung 5 phút luôn đó. Anh cho em 5 tỷ. Đó, anh em mình mỗi đứa 5 tỷ. Dạ. Thiệt chứ, 5 tỷ mà không có 5 phút rồi chơi hết đó. Trời ơi. Hy sinh đời gái luôn. Làm lố quá mấy ba. Ê, cái không. Gì vừa phải phải thôi. Ừ, đúng rồi. Số tài khoản đọc đi anh. Đọc số tài khoản. Số tài khoản nó ngay trên bánh bì anh có mà. Không, em có số tài khoản nè, chuyển qua 0121007188 25. Nè, khi nào mình điện thoại nhận được số tài khoản cái xong là mình giả bộ không liền luôn. Thoát không thật luôn. Đâu phải là không mua đâu đúng không? Không thật luôn. Mình có nhiều chỗ, ví dụ như tay nè, đúng không? Dù gì á thì mình có 10 tỷ mình cũng hôn. 10 tỷ môi cũng hôn luôn, cái gì cũng hôn rồi hết. Cho em 5 tỷ nha. Ừ, mỗi đứa 5 tỷ mày ngại gì. Không có hôn có xíu mà. Lầy. Hôm bữa cũng có bạn chọc em kêu là hai anh chị đi chơi đi, cái sao nó vậy nhưng mà đi chơi không có tiền, cái nào chuyển khoản vô có tiền rồi đi chơi. Mọi người không hỏi gì nữa à, không hỏi gì thôi á. Lâu lâu mình mới dụ được ổng livestream á, chứ bình thường kêu là anh biết. Chưa yêu lâu rồi anh ơi, yêu từ cái đầu nhìn đầu tiên rồi. Chị nói là lâu lâu á là livestream, anh chị với các bạn mà ổng kêu là làm biến lắm. Gì đây? Chị ơi, anh chờ đâu nhờ em công mình. Cười. Vậy luôn hả? Anh có nhờ không? Không. Trời ơi, thằng đỉnh nó xạo. Anh bị ta người hiếm như là bị cưỡng hiếp. Đúng rồi. Chi cưỡng hiếp. Được tí là sẽ lấy cảnh này bó lên. Ê, Photoshop thêm mấy đồng tiền nữa, trả tiền á. Cái gì ha? Anh về stream bỏ đi. Tiếng này hả? Bạn ấy kêu anh về stream đi, mất thời gian quá. Mất thời gian với em á. Bỏ kiếm là bình thường mà. Ngu hơn bình thường. Ngu hơn, đeo kính đẹp hơn. Đúng không? Mọi người thấy đúng không? Đeo kính dễ thương hơn,
đeo kính nhìn nư xinh hơn, còn mà bỏ kính ra nhìn giống giang hồ lắm. Sợ thơm như vậy thôi đâu hối trời, thử thử ai thử đi trời ơi. Gì ơi sao vậy? Rồi xong chi mà ngửi, chi mà ngửi cái mùi nắm của mình còn ghiền luôn mà. Ôi hồi nãy chắc là lúc đi tập cái em tung vô cái cây mình, cái cây đàn á, nó chỉ ra. Ê chửi anh. Ê anh sao lúc này bị người ta chửi như vậy? Bình thường. Đúng không? Em còn bị chửi nữa chứ anh. Em không lâu gì chửi. Em lâu. Nói chung là cũng bị chửi. Mình cũng hơi bị chửi. Chửi sơ sơ thôi. Thi xe à. Lắc hế. Coi idol lên chưa? Ủa mọi người có hỏi gì thì anh trả lời đi. Có hỏi gì đâu. Sao bao nhiêu tuổi rồi em vừa thấy luôn á. Ủa anh đeo mắt kính nha anh mới thấy được. Anh không đeo mắt kính nha. Ghen kìa. Ủa mình với Hoa giờ là bạn mà. Ghen dũng gì. Anh hỏi chục câu không trả lời đâu. Kìa hồi nãy mới hỏi anh bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu á. Mình sinh 92. 92 hay 91? 92. Mình 92. Mình cho anh về stream đi. Trời ơi, ông spam kìa. Hết nhau. Hết lường mấy cường. Hôm nay là phải đi mua đồ mới. Hôm nay chị sẽ nói về vấn đề sắc đẹp của giới trẻ hiện nay. Chị đây là đẹp nhất rồi. Ghê quá hả? Có thấy cái gì đâu mà trả lời trời. Ha ha ha, cái gì trước giờ. Anh phải đeo kính vô anh mới thấy được. Đây nè, đây trước nè. Giờ có chi Châu coi anh em là tất cả. Giờ Châu có chi Châu bỏ anh em rồi. À đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Đâu, em vì, không hề luôn á. Em Vì có chi nên giờ em bỏ. Không bỏ phải đâu, em lúc nào cũng kêu anh là về stream đi. Ổng hả, nhiều khi còn con gái nó nói á, con gái thường hay nói ngược lắm. Nó nói về stream đi là ở lại chơi với em đi, về là coi chừng á. Không rồi, tại vì đối với Chi nha là công việc là quan trọng nhất. Vì Chi cũng nói với ảnh là công việc là quan trọng nhất mà. Cái ngày á cứ... Hello anh. Thiệt là không phải tại em. Tại ông mê chơi á. Tại mê chơi đó mọi người, suốt ngày ăn rồi suốt ngày nhờ... em rảnh không đi đây đi đó mà em nói là ê, không. Ê, hình tuần nay là không có nha, có rượu mà không có đây, không đi là thôi. Có rượu không? Không đi là thôi. Có rượu không? Có. Có rượu không? Anh nói em có rượu không? Thề đi. Chị hai không được chị dạ, thì bẻ lại. Được. Sorry anh. Idol mà điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng hết pin. Mà có rượu không? Có. Đó, có rượu. Gái nó có là không, nó không là có, đúng rồi đó bạn. Có rượu. Trời, tôi nói thiệt mà, có rủ nhưng mà chị nói là thôi em bận rồi, em phải đi tập hát, em phải đi làm, em phải đi thế này kia. Chi người nổi tiếng, chi người nổi tiếng bận rộn lắm, bận hơn cả mình nữa. Bởi vậy càng nổi tiếng càng bận, giờ nổi tiếng kinh khủng lắm, chạy show riết, chạy sáng trưa chiều tối luôn. Đâu em đi tập hát mà, ai như anh hát dở còn không tập. Đừng có liếc, em thấy trong camera hết rồi. Cái gì, không có yêu nhau. Anh drip có nghĩa là chết đó hả? Giết đó hả? Yêu hả? Nhau thật hả? Tạm thời chưa? Sắp rồi. 10 năm nữa. 10 năm nữa. Ủa có bị đớn không vậy? Tại sao không thấy mọi người tới chát vậy anh? Thế là không biết. Hình như pin của anh nó bị yếu á. Yếu pin nó vậy á. Pin lúc nào cũng trong tình trạng pin 20% lận mà. Để xíu thôi. Kệ nó, chắc không ai chát đấy chứ. Không phải đâu, bình thường nó sẽ bay cái tim này lên nè. Rồi lát rồi. Đúng rồi, chắc là... Em vô em coi coi. Đúng rồi, mình đọc cái chát trong này. Thấy không? Đó, có nè. Rồi, để đây đọc cái chát được. Đúng rồi, mình đọc cái chát ở trên này. Em mở tiếng này nhỏ lại. Đó. Thấy chưa, em nói mà. Chị bị khùng, đúng rồi. Không, em không có bị khùng. Em bị đây là Messi nha.
sao mà yêu nhau? Giờ có yêu mà tôi cũng đâu có nói cho này đâu. Anh nhắn theo. Nhưng mà chung quy là cơ bản nó không có yêu. Giờ có yêu cũng đâu có nói đâu. Yêu điên hay sao ngồi nói như này? Cơ bản là không có yêu. Yêu nói như này là thế nào cũng có thành phần giật. Không giật chi thì giật châu. Ai thèm giật anh vậy? Ngồi hơi nhiều á em. Ai vậy? Đồ. Ai nhiều lắm. Ai dưa. Tối anh có stream không cả? Mình không biết nữa, để tí nữa mình gặp Tài nói chuyện xem có đi đâu không. Đi thì mình sẽ không stream, còn nếu không đi thì stream. Chào Huy Phá nha, gì? Nhóc Huy Phá nè. Hôn chi, này vậy thôi. 500 ngàn cãi nó mắc lắm. 500 nãy giờ 1,5 triệu rồi. 1,5 triệu. Em sẽ lấy 1,5 triệu em dẫn anh đi đi ăn. Anh đi nha. Trời ơi, nó lấy tiền nó dẫn cha nó đi ăn kìa. Thua rồi mấy ông ơi. Mình bẹo má nó sẵn sàng cho mình bẹo má để lấy tiền nó dẫn trai đi ăn. Thua rồi, thất bại. Thua. Anh đi kêu anh kia. Bảo Hân bị khùng. Bảo Hân mất dạy. Bảo Hân khùng. Em thấy anh là anh thấy em khùng lắm rồi đó. Dạ anh bị khùng. Để lên đi, nhìn cái tự nhiên cái nhìn xuống, nhìn lên. Không, anh Châu với Chi là không có yêu đương gì hết nha. Hai người hả? Hai người quan hệ là hôm nay Chi thì... yêu thầm anh Thi mà đúng rồi. Hôm nay thì anh Châu stream game ở phòng số 7, Chi thì stream talk ở phòng số 8. Hai đứa stream xong rồi ngồi đây nè. Anh buông tay em và người lặng im. Dạ, em dễ thương anh. Em cười ai? Tiếng Trung Quốc không? Cười ai? Dễ thương nhờ. Thích bài cho em á. Chứ mà anh biết cái câu ngói lễ không? Ngói lễ là ngói tả lễ sĩ. Ngói lễ mà lễ không ai ngói là ngói tả lễ sĩ. Anh nói cái tiếng này dở quá. Hình tượng quá, nó không nào hết gì hết, dễ thương rồi. Khả ai? Chị bao nhiêu tuổi hả? Em á hả? Em 21. Sinh năm 95. Hát một bài đi anh chị. Hát một bài đi Chi. Chứ mà em, không phải anh. Em. Tại Ren. À tại họ hiểu coi đó không? Người Bình Định á. Như là Ren răng á. Tại sao á? Châu và Chi ra mắt gia đình. Nhà gia đình. Quái. Không, mình thì xuống Vũng Tàu rồi, mình Chi thì chưa xuống Đồng Nai thôi. Bữa nào về nhà anh chơi. Em chơi đi câu cá. Không, ở nhà em cũng câu cá được mà. Không, đi câu cá xong. Mà anh có mặc áo giống nhau, không phải đâu. Cái này là áo sơ mi, cái này là áo thun mà. Sơ mi. Hôm nay mình đi tập hát cho nên mình mặc đồ lịch sự. Mi làm gì vậy? Cái chi rứa. Yêu nhau đi Chi, chơi tôi tính. Mình tốt xưa giờ là mình Chi không có hận. Nói chung gái á, gặp con trai tốt nó không có thích. Con gái đâu, em không thích con trai. Mình là mình quá tốt, con gái nó không thích. Em không thích con trai. Gái thường thường thích trai hư, không thích trai tốt. Bởi vậy mình tốt mình ế với giờ này. Đi bắt Pokemon. Ủa là sao? Liên quan gì đi bắt Pokemon? Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giờ. Ông muốn đôi khi mơ rồi. Cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Hào sang ni. Em hát hay hơn anh cho nên anh để em hát đi. Anh tránh ra để mấy bạn ngắm em. Hả, chị đánh sinh ra giỏi hơn. Cái con này hả, cái con này em không biết đánh.
Con nó em không biết đánh đâu. Nói giỡn á. Facebook của anh à. Giận là chán luôn. Nói giỡn à. Em nói giỡn dạ. Anh, em không đòi tiền anh đâu. Giận. Dạ. Em không đòi tiền anh đâu. Đòi tiền em miễn phí. Không. Người. Miễn phí ra, miễn phí. Không, trả chịu cho 1,5 triệu đó thôi. À, mình không đòi tiền cho miễn phí nè. Không. Không đòi tiền được miễn phí. Mà. No. Nói chuyện đi đừng nói nhiều, đọc bình luận cái nè. Anh đọc bình luận đi. Nắng mai mai dậy vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ôm mình đã qua đôi mươi rồi. Tóc lăn xoăn đầu bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi hướng em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng. Vết tàn nhàn lăn tăn chạy đua trên đôi má hồng. Cười duyên em trái vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh. Đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Xong, bài dễ thương á. Bài dễ thương đó. Chưa có câu hỏi gì hết. Ồ, hôm nay livestream cho các bạn đặt câu hỏi với idol, giao lưu với idol của các bạn á, mà các bạn không hỏi là hết cơ hội đó nha. Chứ bình thường mà ảnh ở nhà mình ảnh làm miếng stream á. Ảnh nói là em ơi, nãy chị hỏi là ủa anh sao anh rảnh anh không lên Facebook stream cái nói chuyện với các bạn đi. Anh nói là hơi thời gian rảnh anh ngủ cho rồi làm biến á. Ờ nói đừng ngủ lại buồn ngủ à. Có người mang cho em hình như cái này nó chậm hơn mà anh. Ờ chậm hơn những món quà và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử. Anh nhìn ngố vậy. Ai Hi chơi dễ thương. Chào Hi Thái nha. Nhận chị vô. À mà anh Châu nhìn chán rồi hả? Mà anh nhìn chán rồi anh. Rồi nè. Ngáp lộ rồi. Em không biết. Em quay nhầm á. Ủa các bạn có hỏi gì nữa không? Các bạn không hỏi nữa là mình tắt á. Mình tắt à, là chắc không. Chuẩn bị tắt rồi. Tắt là không hỏi được đâu. Hết pin của anh á. Hết pin rồi. Anh không có mang cục sạc hay không? Anh hết pin rồi. Ủa không mang cục sạc rồi lát về quán anh sạc hả? Không. Hết thôi. Hết rồi. Thôi kệ. Giờ vô đấy ngồi sạc. Thôi bỏ. Mà anh cũng đâu xài điện thoại đâu. À mỗi người yêu của chị Chi là như thế nào để em còn phấn đấu hả? Giống mình nè. Không phải đâu. Biết giống mình, giống mình, giống mình á. Biết lo cho gia đình. Ôi đây. Em không có nói anh. Bỏ nhưng, anh đi. Nhưng mà em nói toàn bộ là giống anh rồi. Làm sao em biết được giống anh? Giống. Quá giống. Đừng tắt. Nhưng mà hết pin rồi phải tắt thôi. Hết pin rồi, tắt thôi, tắt thôi, tắt thôi. Hết pin rồi. Anh Châu năm nay bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 92 là bao nhiêu? 24 hả? Không biết. Anh học ngu quá. Ôi, mấy bạn không hỏi nữa mình tắt á. Tắt đi, hết pin. Hết pin. Năn nỉ em đi em tắt. Thấy giờ 10% rồi kìa. Nè, mấy bạn hỏi chế rồi. Mấy bạn hỏi rồi. Anh thấy em có xinh không à? Không xinh mà thích vẹo má à. Xinh mà. Thôi.